Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ giáo viên trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường 4, thành phố Tân An. Nội dung tập huấn gồm luật phòng cháy chữa cháy, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy, các nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Về phần thực hành, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn cho cán bộ giáo viên cách kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng sử dụng các loại bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy được trang bị, thao tác rải dồi chữa cháy và các tư thế cầm lăng, triển khai các loại hình chữa cháy cơ bản, triển khai dập tắt đám cháy khi mới phát sinh một cách nhanh chóng hiệu quả, các biện pháp giải pháp cứu nạn thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra.